Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay tôi lại tiếp tục lại uốn lại cái cây mai dáng bay này. Đó thì trước tiên tôi uốn ấy thì mời mọi người xem cái cách tôi uốn cho nó rất đơn giản thôi nhá. Trước tiên uốn ấy thì bây giờ tôi tuốt hết cái lá này đã. Đấy, tuốt cái lá để cho nó dễ uốn. Cái cây này nó mọc thì nó cũng đang nó cứ dựng ngược lên nó lông côm, nhưng mà cái cây bay ấy, là mình phải uốn thì nó mới ra thành bay được. Còn để như này thì nhìn nó lại không phải là cây bay. Nên là cấp nào mình cũng phải uốn lại. Đó. Thì bây giờ tôi tuốt hết cái lá đi. Mua là tôi vào dây lại cho mọi người xem cho vui nhá. Tuốt hết lá thì để không mất thời gian thì tôi bỏ qua cái đoạn tuốt lá này cho mọi người xem. Còn cái tuốt lá này thì chắc ai cũng tuốt được rồi, đúng không? Trước khi vào dây thì mình tuốt đi thì cái lá nó không kẹt vào dây ấy, là nó bật cái mầm mới ra mà. Đó. Thì nó biết ấy thì tôi bỏ qua cái khoản tuốt lá này cho mọi người nhá. Để tôi uốn lại cho mọi người xem. Đó. Nên giờ ấy thì cắt bớt cái đoạn để tôi nhảy luôn vào cái vụ uốn luôn chứ để nó mất thời gian quá. Rồi, bây giờ tôi tuốt xong rồi đấy. Đó. Thì bây giờ tôi bắt đầu tôi vào dây cho mọi người xem nhá. Thì cái dây này là cũng cái dây cũ tôi gỡ ra. Đó, tôi gỡ ở cái dây cây khác ấy, giờ nên là cái dây cũ thôi. Thì các cụ từ xưa nay vẫn nói là buôn tàu bán bè không bằng ăn dè mà thích kẹo, thì tôi cũng vã lại cái dây cũ này thôi. Cái đợt này cách ly dịch chủng này nó cũng chẳng có chỗ mua dây, nên là tôi phải gỡ lại cái dây cũ này. Cái dây đen này nó vẫn còn uốn được mà. Đấy, thì tôi gỡ lại tôi vào dây để cho mọi người xem. Đó, nó cũng lằng nhằng với tôm, nhưng mà tôi gỡ lại tôi nắn lại, nhưng mà cứ để tôi uốn tại cái mình làm cho cái cây nó đẹp chứ đâu phải cái dây nó đẹp đâu, nên là không cần thiết lắm. Đó thì tôi cứ quấn một cái dây cũ lại được mà, đâu cần thiết mình cứ phải làm cái dây mới. Dây mới giờ đi mua nó cũng khó khăn, dịch chủng này tôi cũng không có đi được, cái giá thì nó lên cao trăm mấy một cân, nên là thôi tiết kiệm là cuốc sách mà. Nên mong mọi người có gì là xem và thông cảm nhé. Có lại bảo là tôi tiết kiệm quá uốn một cái dây cũ này, thì tất nhiên cái dây cũ thì nó không bao giờ nó đẹp được, nó vì nó gồ ghề đấy. Nhưng mà thực tại nó mình làm cây mà mình chủ yếu là mình làm cho cái nếp nó ra đi đã, rồi sau này nó ra nó mọc dày rồi mình gỡ ra rồi mình đưa cái dây mới vào mình làm một lớp nữa là cái cây này nó mới đẹp được. Chứ trước tiên thì bây giờ thì nó ra thì cành nó cũng có cành có cành không, cành thưa cành cũng chưa được đầy đủ lắm. Thì cây này trước là tôi mua là bị cái cây suy đấy, thì về tôi cũng cái clip trước là chẳng cứ mọi người xem trong cái video của tôi vào kênh ấy, thấy cái cây này tôi cứu cái cây này này, nhưng bây giờ là nó khỏe mạnh lộn lại rồi, để tôi với uốn lại cho mọi người xem. Đó thì bây giờ vào đấy, cứ vào theo cái chiều tay của mình đấy. Cái cành này nó to là cái dây này buộc phải đi dây 4 ly thì nó mới uốn được, mà nếu mà nó càng to bao nhiêu thì bây giờ đưa dây to hơn, nhưng mà cái này dây không có thì mình đi nhiều dây vào. Đó, mình đi thêm dây vào. Đó. Thì mà nó cái cành nó về bên nào thì mình quấn ở bên đấy không có sao hết. Bắt rồi. Đó. Nắn lại, nói vậy nói chứ tiết kiệm tốt. Giờ thời buổi này đói chẳng làm được cái gì cả. Ở nhà này thì gỡ lại cái dây cũ mà uốn lại thôi chứ dây mới tiền ở đâu. Nên là mong tất cả mọi người là thật sự là thông cảm cho tôi nhé. Không nên trách nó, vì đây là nó cũng là uốn cây này, nó chỉ là làm cho cái cây nó đẹp thôi. Mà không mất thời gian thì tôi tua qua cái đoạn này đi cho nó nhanh đi một xíu, tại nó thời gian mà để mà mọi người xem là nó lâu quá, nó sốt ruột. Thế thôi tôi tua đi. Đấy, thì cứ trèo thuận cái nào là vã cái đấy, cứ đều đều mình vã vào. Đấy, thì tôi quấn hết lượt xong tôi biết là tôi uốn. Nói chung là cây vào dây là mình cứ vào hết xong mình uốn, chứ không nên gấp làm gì uốn nên mình không biết được. Thì mình cứ vào hết lượt đâu đó, thì chó có gì khó cá có lá chua, xong rồi mình tiếp tục đâu lúc đấy mình cứ vào dây mình cuốn, mình mới uốn. Còn bây giờ mình cứ uốn hết đi đã, cái chi nào nên lấy cái nào nên bỏ là mình vào hết. Đó. Nói chung cái này nó cũng vẫn chưa được nhiều tán lắm, nhưng mà bây giờ mình vào cái lần đầu này thì bảo đảm lần sau mình cắt đi là nó sẽ mọc nhiều lên. À, nó mọc nhiều lên thì cây nó dày tán nên nó sẽ là đẹp, nó mới thành bay. Đấy, thì nó bay thì lúc đấy mình lựa lại những cành nào mà cần thiết thì mình lại lấy, cái nào không cần thiết nó nằm trong cái hốc trong bỏ luôn. Đấy, không cần thiết cây nhìn nó bay nhưng nó chỉ thoáng chứ nó lượn nó thoáng
bay như bay khỏe thì nhìn cái cành nó lực, còn nó bay mà nó nhiều tán quá thì cũng không cần thiết lắm. Thì bây giờ trước mắt là mình cứ uốn hết, mình nuôi xem cái nào mà lấy được thì không lấy, cái nào mà lấy được thì mình cứ lấy, còn cái nào không lấy được thì sau này mình nuôi nó ra nó mọc rồi mình lại lựa lại. Tại không có ai mà làm cây mà làm một phát một liệt liền là khó lắm, nói thật luôn ấy. Đó. Chứ vào xong rồi sau này bắt đầu phải lọc lại, chơi cây là phải vào mấy lần dây thì nó mới đẹp được. Đã xác định chơi mình lúc buồn vui mình về mình làm mình ngắm nghía cái nào nó không đúng chỗ thì mình vào dây mình làm lại nó mới sướng. Đó. Chơi cây mà mình cứ bảo nó đẹp luôn nó khó lắm, tại làm đã gọi là chơi cây là mình có động chân động tay vào thì nó mới thành cái cây cảnh được, chứ không phải là cái cây ăn trái. Còn cái cây cảnh là mình buộc mình phải vào dây mình uốn theo cái chiều mình thích. Mình thích bay vào đường nào thì mình vậy cho nó bay lên bay xuống, như thế này nó bay xuống thì mình cho nó cái nó cúp đằng sau, mình bay lên thì nó ngược xuống, nó nhiều kiểu lúc bay lên lúc bay xuống. Thì cái cây này là cái cốt này, còn nếu mà đúng ra mà nó từ bé ái mà mình lượn được cái thân nó thì nó cũng đẹp đấy. Nhưng bây giờ cái thân nó cứng rồi thì mình chỉ có làm bằng cái tay thôi cho nó bay cho nó dễ nhìn. Thì sau nó ra bông ra hoa là nó nhìn nó bay, nhìn nó tuốt lá rồi nó đẹp lắm. Còn bây giờ cái lần đầu tiên này thì nói chung là nó cũng không hợp lý lắm, nó thưa cành ấy. Nhưng mình uốn cái này thì khi nào mà uốn cái này thì mình chia ra mà kéo cho nó đều vào, chỗ nào nó thiếu thì mình đưa vào, chỗ nào nó đủ rồi thì thôi, thì nó cũng đẹp mà. Chỗ nào nó thiếu thì mình bỏ vào, mình uốn sao cho nó bay xuống rồi sau này nó ra cái mầm chồi đấy mình mới lọc lại một lần nữa. Đó, chi ta nhỏ này mình cũng vào dây luôn, cái nhỏ thì mình đi dây nhỏ, to thì mình đi dây to. Uốn sao cho nó nhìn cho nó dễ nhìn là được, thì mỗi người mỗi kiểu uốn khác nhau mà. Đó, nên là mong mọi người xem là tham khảo, có gì thì cứ comment cho tôi biết xem nó có hợp lý hay không, lần sau tôi có thể tôi có rút được kinh nghiệm. Tại làm cây này mỗi người mỗi ý mà. Tôi thì thích bay, người thì thích bay, người thì thích trực quân tử, người thì thích siêu, người thì thích nghiêng. Đó, người thích bạt phong hồi đầu thì nó nhiều kiểu chơi lắm, nhưng mà mình cứ chơi theo cái kiểu của mình. Mình thấy cái kiểu nào nó dễ nhìn là mình làm. Đấy, mình cứ nghĩ là mình làm theo kiểu của mình mà. Mỗi người một kệ mỗi kiểu khác nhau. Mà làm sao cho nó dễ nhìn, đây tôi cũng hướng dẫn bằng cái tình cảm thật lòng, nếu mà có gì sai sót mong tất cả mọi người thông cảm với tôi nhá. Đây là tôi chia sẻ là đối ngoại những người nào mà chưa biết ý, thì coi như là làm cho cùng học hỏi nhau kinh nghiệm mà đóng góp nhau, nhìn không cái cách nào nó nhìn chơi cây cho nó hợp lý. Còn nếu người nào biết hơn rồi thì thôi cũng sao, xem cho nó vui động viên nhau mà. Ví dụ xem thấy nó không hợp lý bảo anh uống kiểu này nó không được đẹp lắm, thì để cho tôi có cái kinh nghiệm sau này tôi lên cái video sau rồi tôi học hỏi. Chủ yếu là lên video này là học hỏi nhau mà, làm chơi cây cảnh nha, chủ yếu học hỏi nhau rồi. Chia sẻ với nhau cái kinh nghiệm nào anh nào mà nó đẹp thì chia sẻ với nhau. Đó. Cho nó có cái nền tảng về cây cảnh cho nó sướng. Đó. Cái nào nó có thì mình cứ vào dây hết cho nó bay như vậy, sau này nhìn nó cũng nó ra là lá mầm chồi rồi bắt đầu mình tuốt ra nó hoa lá rồi nó mới đẹp. Còn bây giờ nó tất nhiên là nó mới một lần thì nó cũng không có được đẹp lắm. Thì phải nuôi chứ. Cây cảnh mà tôi bảo đảm lần sau ra là mình cứ lọc lại. Những cái chi nào mình nên lấy lại mình làm lại là cái lần sau là bao đẹp luôn đấy. Nó cũng được đấy chứ không phải xấu đâu. Đấy cây yếu mình chăm lại mình cũng cho vào cái chậu nhỏ thôi, nông thôi chứ không cần đấy. Rồi vuốt sạch sẽ đi đấy. Thế nhìn nó cũng ok rồi đấy. Rồi đấy. Cũng tạm ổn rồi đấy. Video này là cũng đã ổn định xong rồi đấy. Thì các vị cứ đóng góp nhá. Thì ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhá. Mình có cái động lực mình lại lên tiếp tục mình lên video sau. Đó. Thì mình làm cái này là chủ yếu là anh em mình gọi là tham gia góp ý cho nhau, rồi đăng ký ủng hộ kênh, rồi nhớ là cho mình một like để mình có cái tinh thần mình lên video sau mình làm, rồi có một số mình sau này mình bán thì mình lên, ai có nhu cầu mua thì mình ship hàng cho tận nơi luôn, đi một xe tái luôn cho nó sang chứ đâu cần chỉ đóng thùng làm gì. Rồi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video mình nhá, cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhớ cho nó một like để có động lực lên video sau.